chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic. Trong quá trình mua bán của em thì có rất nhiều khách hàng yêu cầu là em hãy review một cái dòng đàn nào mà tầm khoảng chừng 4 triệu hoặc là hơn xíu mà có EQ chính hãng, chất lượng tốt. Thì hôm nay tụi em xin giới thiệu cho mọi người một cây Echo One. Bắt đầu đi vào chi tiết. Ở trên tay em hiện tại bây giờ em có hai dáng nha mọi người. Đây là một dáng ở những người chơi guitar Việt Nam mình á thì hay gọi cái này là dáng số 7. Nhưng thật ra đây là dáng răng concert mọi người, và một dáng nữa là D cut. Dáng D bình thường mọi người sẽ thấy ở trên những cây đàn guitar Nhật, và đây là dáng D cut. Hai cây này nó đều là một sản phẩm của Echo One, có hai màu mọi người. Và em lựa cái màu này là cái màu mà em cảm nhận là cái màu đẹp nhất để giới thiệu với mọi người. Và nó còn một cái màu nữa là màu natural, có nghĩa là cái màu gỗ tự nhiên chứ không phải là màu sinh bớt. Tại vì sao em giới thiệu với mọi người? Vì em cảm nhận được đây là một cây guitar tốt mọi người. Thứ nhất là về chất tiếng, thứ hai nữa là về cái cách gia công và những cái phụ kiện gắn trên nó. Cây dáng răng concert này nó sẽ có mã hàng của nó là 1018CW EQ. Khi mà mã hàng nó có chữ EQ có nghĩa là cây đàn này nó có EQ riêng đi theo của nó. Và cây dáng D của nó sẽ có mã hàng 1DCW EQ. Những cái này mọi người lên trên web hãng của Echo, mọi người có thể search được hết tất cả những cái dòng này. Cấu hình thì mặt trước của nó là thông, lưng hông của nó là mahogany mọi người. Một cái cấu hình mà thông dụng trong những cái dòng đàn lanh quanh tầm khoảng 7 triệu đổ xuống. Thực ra cái chất tiếng của nó thì mình cảm nhận của nó rất là tốt, tiếng chắc ha, ngon lành đàng hoàng mọi người. Có một số loại á mọi người, vì cái gỗ của nó quá mềm nên cái tiếng của nó nghe nó hơi bị bọng bọng. Còn cây này nghe cái tiếng chắc, rõ ràng, sắc nét. Điều này chỉ xảy ra ở những cái gỗ tốt thôi mọi người. Những cái gỗ mà nó quá mềm nó sẽ gây ra cái tiếng của nó không được đẹp như vậy đâu. Cái dáng D-Cut ở sau này thì nó sẽ cho mọi người một cái chất tiếng đầy đặn, nhiều bass với cái decibel cao. Và đây là cái dáng đàn răng concert, hay người Việt Nam mình còn gọi là dáng số 7. Cái dáng đàn này thì nó nhỏ gọn hơn, nó vừa vặn với cái cơ thể của người Việt Nam của mình hơn. Mọi người chơi cái dáng đàn này nhìn nó đẹp và nó sexy mọi người. Cái dáng đàn này nhìn nó rất sexy, tại vì sao? Tại vì nó có cái eo nè mọi người. Còn cái ông dáng D ấy, thì cái chỗ này nó hơi mập ra chút xíu. Nhìn nó không có gợi cảm bằng cây đàn này. Cây đàn này nhìn cái dáng nó rất đẹp. Cây đàn này khi mà mọi người ôm vào, nhất là những người Việt Nam mình á, lanh quanh mọi người tầm khoảng chừng 1m6 cho đến khoảng 1m7 á, mọi người sẽ thấy cây đàn này chơi cực kỳ dễ chịu. Và riêng bản thân em cũng cảm thấy chuyện đó mọi người. Dáng D thì mọi người có thể chọn nó vì cái thùng nó to, cái tiếng nó tốt. Nhưng mà cái dáng này nó sẽ đem lại cho mọi người cái trải nghiệm đánh đàn tốt nhất. Trải nghiệm làm sao? Ví dụ khi mọi người đứng đánh đàn, cái thùng nó vừa phải, mọi người ôm cái đàn đứng đánh nó rất là dễ chịu. Cái thùng nó có độ dày vừa phải, khi mà mình ôm mình đứng đánh, cái tay mình nó không bị cấn vào trong cái thùng đàn này quá nhiều như những cây dáng D. Và những cây này nó sẽ không có cái bass mạnh mẽ như cây dáng D, nhưng mà cái dáng răng concert này nó sẽ cho mọi người một cái chất âm nó đồng đều hơn. Bass mid treble của nó đồng đều, nó không bị vượng về dãy bass quá nhiều như cây đàn dáng D. Cái đó là sở thích bản thân thôi. Đi đến cái phần gọi là chất tiếng, cái đàn này nó sẽ cho mọi người một chất tiếng rất là rõ nét, sạch sẽ nha mọi người. Và tiếng đàn của nó rất là gọn gàng. Nói bằng lời thì nó hơi khó, nhưng mà xíu nữa mọi người có thể trải nghiệm qua cái phần demo của em. Ngoài cái chất tiếng ra thì cái gia công của cái đàn rất tốt mọi người. Về á, mọi người có thể rờ vào những cái cạnh này nè, hoặc là những cái đường nối đồ của cây đàn. Thì khi rờ vào á, mọi người sẽ cảm nhận là những cái đường nối này nó sẽ không làm vuông góc 100% như những cái đàn khác. Mà cái góc này của họ nó làm hơi bầu nhẹ. Không biết ở trên video mọi người có thấy được không? Nó không phải là vuông góc một góc vuông mà nó hơi bầu nhẹ. Cái việc nó hơi bầu nhẹ nó làm cho mình khi mà mình chống tay những chỗ này nó đỡ đau hơn mọi người. Và rờ vào những cái mối nối này mọi người có cảm giác nó láng bóng. Dựa vào đó thì mình cảm nhận đây là một cái gia công rất là tinh ý. Họ biết là cái chỗ này nếu mà làm quá vuông góc thì nó sẽ gây ra bén và gây ra cấn đau. Và thành ra họ làm những cái đường nối ngay chỗ này nó làm nó hơi bầu bầu một chút xíu. Nó làm cho cái tay của chúng ta khi rờ vào chúng ta có cảm giác nó dễ chịu. Đó là cái cảm giác của em. Một phần nữa là những cái bộ khóa đó mọi người đều là khóa chính hãng của họ hết á. EQ là EQ Fishman. Đây là EQ Fishman 201 được Echo họ mua về và họ gắn trực tiếp trên đây luôn. EQ Fishman nè, preset nè.
Echo nè. Nếu mà mọi người mua ở ngoài một cái EQ như thế này, nó phải tầm 1.6 triệu chưa gắn. Gắn vào nữa tầm khoảng 1.7-1.8 triệu. Nói thêm một xíu nữa về những cái EQ Fitman này. Đây là những cái EQ mà được rất nhiều người lựa chọn mọi người. Ngày xưa tụi em đi làm thì chỉ mơ có một cái EQ như thế này thôi. Tại vì cái số tiền nó khá mắc. Ngày xưa thì khó tiếp cận hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ thì họ gắn sẵn vào đàn những cái EQ xịn rồi. Mọi người mua về và sử dụng luôn, an tâm luôn. Có nhiều người thì gắn thì sợ là bây giờ kỹ thuật gắn nó có tốt hay không. Và liệu cái hàng mình gắn nó có phải là hàng chính hãng hay không. Thì bây giờ mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Hãng họ gắn sẵn cho mình hết luôn. Thì vị chi cây đàn này nó còn có 2 triệu mấy thôi mọi người. Với cái giá tiền tầm khoảng 4 triệu rưỡi, em cảm nhận đây là một cái lựa chọn rất là đáng tiền. Thật ra em bán rất lâu rồi mọi người. Nhưng mà tại sao em ít giới thiệu ở trên những cái video của mọi người là tại vì thời điểm đó em không có hàng nhiều. Không phải lúc nào cũng có hàng Echo này để bán. Nhưng mà bây giờ em đã làm việc được với hãng rồi. Và hãng họ đã cung cấp và đảm bảo cho em cái nguồn hàng đầy đủ dài lâu. Nói về Echo một chút xíu ha mọi người ha. Echo là một hãng đàn của Ý. Năm họ ra đời là năm 1959. Họ có ghi rõ đây nè, Echo S năm 1959. Hiện tại cây đàn này nó ghi rõ ở trên đây: Vision Project and Design by Echo Guitar Italy. Có nghĩa là từ cái lúc mà phát triển dự án cho đến lúc thiết kế ra cây đàn là của Echo Italy. Và cây đàn này được sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người. Khi mà mua bán ở kênh em luôn nói rõ có thể là em sẽ không bán được. Nhưng em cũng muốn minh bạch ngay từ đầu với mọi người. Với một cái tầm giá lanh quanh tầm khoảng chừng 4 triệu, 5 triệu, tầm khoảng 10 triệu trở xuống thì mọi người sẽ không có một guitar nào mà được sản xuất ở Ý hay ở Tây Ban Nha hay là ở Mỹ hay là ở Nhật. Nếu mà là hàng mới nha mọi người. Những cái tầm giá này thì mọi người chỉ lanh quanh kiếm được những cái guitar mà được sản xuất ở tại China thôi. Hãng thì hãng Ý, sản xuất tại China. Nhưng mà đảm bảo là về chất lượng, về cái sự giám sát đều thuộc nhà máy Echo hết. Họ đặt gia công như thế thôi. Nhưng mà chất lượng tiếng hãng là chén cơm của họ, nên họ lúc nào họ cũng phải làm cho nó thật là tốt. Cái cầm nắm ban đầu thì cái đàn này nó nặng hơn những cái đàn khác. Mình cảm tưởng là cái chất liệu của nó họ làm tốt hơn, họ làm dày dặn hơn so với những cái đàn khác. Giá thị trường tầm mới 4.5 triệu. Cái EQ xịn này, nếu mà trừ tiền cái EQ xịn ra, cái đàn còn có 2 triệu mấy thôi mọi người. Nhưng mà chất âm của nó thực sự rất tốt nha. Mọi người có thể coi ha, từ cái lớp nước sơn nè, cho tới miệng thùng nè, ngựa đàn nè, lưng đàn nè. Đó, chất lượng gia công rất tuyệt vời mọi người, không thể nào chê vào đâu được. Cái khéo léo của những cái cây đàn mà nước ngoài về á, khi họ làm những cái cạnh họ làm rất là tốt. Ở những cái cuối những cái phím đàn á mọi người, họ luôn có một gọt nhẹ là một cái. Cái việc họ gọt nhẹ và họ mài nhẵn á, nó làm cho chúng ta khi rê những cái hộp âm chặn á, nó sẽ không bị phím đàn nó khứa vào tai á, gây sát thương. Nãy giờ mình trên tay cho mọi người cái dáng răng kinh sết ha. Bây giờ sẽ cho mọi người coi về cái dáng D của nó. Dáng D cũng với chất lượng gia công rất tốt nha. Màu này là một trong những màu mà em đánh giá rất đẹp. Em rất có cảm tình với màu xanh bết. Không biết mọi người sao. Có thể nhiều người sẽ thích màu natural. Em vẫn có phiên bản màu natural. Nhưng em chọn giới thiệu cho mọi người đây màu xanh bết. Từng cái gia công của nó tuyệt vời lắm mọi người. Và khi mọi người mua cái đàn về, mọi người hãy tin lời em, mọi người rờ thử những cái đường này. Nó không quá bén nhọn và vuông góc như những cái đàn khác đâu. Nó làm ở đây nó bầu bỉnh lắm. Thành ra khi mọi người rờ vào có cảm giác rất là dễ chịu mọi người. Cái cạnh ở đây nó gọt bầu lại. Mình đánh giá cao cái phần đó nha. Có một chút xíu những cái sự tinh tế đó thôi. Nhưng mà người tiêu dùng người ta cảm nhận được. Và người ta cảm thấy là họ có đầu tư mọi người. Cần đàn rồi nè. Mọi người nhìn tuyệt vời không? Thì bây giờ em sẽ mời Thống và em cùng nhau để trải nghiệm cái đàn này, nói cho mọi người biết là cái chất âm của nó như thế nào và chất âm của nó lên EQ nó hay hay dở nha. Bây giờ em với Thống cùng nhau trải nghiệm. Thì trên tay em là cây Echo One mà nó dán D, còn ở bên Thống là hiện đang là dán răng concert. Hiện tại tụi em đang trải nghiệm tiếng mộc và hai cái mi này là hai cái mi thu âm của tụi em, chứ không phải tụi em dùng cái mi này để phóng to trên lo. Có rất nhiều vị khách là mọi người hiểu lầm là em dùng cái cây mic này để mà phóng to trên lo, thì thật ra không phải, tụi em thu âm ở trên hai cái mic này. Thì hiện tại tụi em thu tiếng mộc nha mọi người. Nãy giờ em với Thống có trải nghiệm, Thống có phần khen cái cây mà dán răng concert này, cái tiếng nó rõ ràng, nó sạch sẽ hơn. Như em đã từng nói á mọi người, cái dán răng concert nó luôn cho cái chất âm nó rõ ràng hơn. Nhưng mà người Việt Nam mình á, khi mà chơi á thì nhiều người rất là thích bass nhiều, nên mọi người chọn cái dán D này. Thì em cũng muốn mọi người có một cái nhìn công tâm là mọi người nên hiểu là cái dán D nó chỉ cho ra cái âm mộc nó lớn, nó nhiều bass thôi. Còn về mà để mà chất lượng thì cái dán răng concert nó cho ra chất âm nó rõ ràng, nó sắc nét hơn. Cái cảm giác em ôm cái cần này như thế nào Thống? Cần này êm nhưng mà nó hơi so hơn với cái bản của
mấy cái đàn Nhật mình hay đánh. Ờ, nó hơi dày hơn đúng không? Hơi dày hơn. Nó hơi dày hơn. Cái việc dày này á, cầm nó ôm tay. Ờ, nó ôm tay. Nó dễ bấm âm chặn hơn. Với các chú mà ngày xưa các chú chơi những cái đàn Việt Nam nhiều á, khi qua chơi cái cần dày này mấy chú sẽ thấy rất thích, tại vì nó có cảm giác nó vừa vặn cái tay mấy chú hơn ha. Hồi xưa là làm vậy không vậy? Đúng rồi, hồi xưa Việt Nam mình đó, đàn Việt Nam mình. Đúng rồi, hồi xưa mình vì không biết sao không? Hồi xưa mình cái đàn mình nó không có lỗi thép trong cần đàn. Điện luôn. Nên người ta phải làm cái cần nó dày hơn như vậy để đảm bảo được cái cần nó thẳng lâu hơn. Còn sau này khi mà người ta có lỗi thép trong cần đàn, thường người ta làm cái cần nó mỏng lại. Còn về gia công á không? Em có để ý là cái góc này nè thôi. Em có thể rờ thử, nó không phải vuông 100% giống như vuông 90 độ giống như những thằng khác, mà chỗ này nó hơi gọt bầu lại chút xíu. Cái việc nó gọt bầu lại nó làm cho cái tay mình để đây nó không có đau á không? Với khi mà mình sờ vào mà nó cảm giác nó sướng hơn, đúng không? Cái vuông thì nó hơi bị bén quá, thì anh thấy cái này nó cũng là một cái phần rất là hay. Trước sau luôn nó đều giống như vậy. Trước sau nó đều làm bầu bầu như vậy. Thì cái phần cái cạnh này anh đánh giá cao lắm, tại vì kiểu giống như là người ta làm kỹ á, trau chuốt rõ ràng. Hoàn thiện của cái cần này đẹp quá trời. Đẹp mà. Tại vì đây cũng là một hãng của Ý, nhưng mà tuy sau này họ gia công Trung Quốc nhưng mà chất lượng của họ thì vẫn rất là chỉnh chu. Xíu nữa thì tụi em thử cái tiếng lên đi quy cho mọi người. Nhưng bây giờ anh em sẽ thử cái tiếng mộc cho mọi người thử ha. Âm mộc của những cái đàn này rất tốt, tại vì cơ bản cái bộ dây mà khi họ gắn theo cái đàn này nó đã là một cái bộ dây chuẩn chỉ rồi. Mọi người về thì cái bộ dây zin trên cây đàn nó vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu của mọi người. Còn về chất âm thì mọi người đã nghe rõ, ở những cái chất đàn D này thì nó sẽ cho ra một cái giải bass nó tốt hơn, mọi người đánh những cái hợp âm nghe nó đầy đặn hơn. Nhưng mà về những cái phần mà solo đồ thì những cái cây dáng răng cần sết này nó thể hiện tốt hơn. Theo thống cảm nhận về cái chất âm này nó như thế nào không? Mình nghe nó mịn hơn những cái đàn Nhật nha. Nó mịn vậy bạn. Những cái dây hiện đại, kiểu cái âm thanh hiện đại. Tiếng nó sáng hơn đúng không? Tiếng nó sáng hơn. Và những cái dây chép quấn á, mình có cảm giác mình nghe nó hơi cho rút luôn đúng không? Dạ, nó hơi rung. Nó giận, châm thùng rồi. Cái thùng đàn này nó tạo ra cái độ rung. Rồi, bây giờ là phần âm mộc này thì thống sẽ đánh độc lập từng cây để mọi người cảm nhận được tốt hơn nha.
Thì hồi nãy em với Thống cũng đã trải nghiệm cái đàn này cho mọi người rồi, đã trải nghiệm luôn cả tiếng mộc và cái tiếng iwi. Thì theo Thống với tầm giá tầm 4,5 triệu thì cây này nó xứng đáng hay không? Xứng đáng anh, xứng đáng nhiều mặt. Mình dễ tập hả? Dễ tập, dễ bắn vào âm chặn nè. Với nó cho mình nhiều lựa chọn, ai thích dán D thì có dán D, ai thích dán răng kình sết thì có răng kình sết. Nhưng mà thật ra đối với những người mà chơi nhiều á mọi người nên lựa chọn dán răng concert. Tại vì sao? Tại vì răng concert nó cho mọi người một cái chất âm nó sạch sẽ, nó rõ ràng, nó sắc nét. Còn đối với những cái dán D á thì thật ra là những ai chơi mộc nhiều thì dùng dán D. Nhưng mà em cũng không khuyến khích mọi người dùng dán D lắm đâu. Tại vì so với cái dáng người của Việt Nam thì dán D nó to lắm mọi người. Khi chơi lâu á mọi người sẽ thấy dán răng concert nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu. Dán D này nó bass nhiều, cái decibel của nó lớn nhưng mà nó khi mà mọi người chơi lâu á, cái cảm giác cái thùng nó dày, nó đè lên trên cái ngực mình á, hơi bị khó chịu chút xíu. 4,5 triệu mọi người, vừa có EQ vừa có tiếng mặt tốt, đây là một cái lựa chọn trong tầm lanh quanh tầm 4 triệu rất là xứng đáng để mà mọi người lựa chọn về để chơi lâu dài nè, có cả EQ để chơi giải trí nè, hoặc là một cái thùng tốt để mọi người chơi tiếng mộc ca hát với bạn bè. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha, cảm ơn mọi người đã ngồi đây coi tụi em review cây đàn này. Tụi em có bán đầy đủ, cần thì mọi người cứ inbox cho tụi em. Rất cảm ơn mọi người đã yêu thương, tin tưởng trong tất cả các clip. Em và Thống xin chào và xin hẹn gặp lại vào những clip sau.